Hello anh em, chào mừng em đã quay lại với channel của mình. Mình là Nghĩa Lên, sau lưng của mình đó là Phúc Màng Tà nha các bạn. Nói chung hôm nay em ơi, ừ. Mình đưa Phúc lại nghĩ ra một cái màn trời rất là vui để mà trời tim của mình nha anh em. Thì ở đây là mình có lấy một cái đều cá sấu mà bữa mà tiếng một lát làm clip ẩm thực anh em. Thì và mấy anh em mình hôm nay sẽ tạo ra một cái hiện trường, đó là bị cá sấu tấn công. Cho mấy anh em đây làm ẩm thực đi. Cái đều ngoài đều đó mà ẩm thực. Mày làm mày mò cái vậy? Đi chai cũng đó đâu. Đủ chai cũng đó mà cứ mò cho đó chi mày đi chai đó cho em chi mà. Để xì của mày cứ ngốc em. Đây là cái chai thuốc đó nha anh em. Và hôm nay mình sẽ tạo ra một cái vụ đó là bị cá sấu tấn công. Và anh em muốn biết clip như thế nào thì mời tất cả hãy theo dõi hết cái clip này nha anh em. Rồi ok, let's go. Bây giờ mình sẽ điền tên mình để mà ra bắt đầu thực hiện cái clip này nha. Ok, giờ thì sẽ tắm trước nha các anh em. Lộn Phúc sẽ tắm trước nha các anh em. Và bây giờ mà mình xuống tắm trước rồi đó, chờ anh em nó ra đủ nó tin chứ. Thì giấu cái đều kìa, nó cái đều đâu? Hả? Đều đó. Đều này, giờ đi tạo đúc cho bụi lùm này về Phúc. Bằng áo tắm luôn. Bạn cầm chai thuốc đá bóng bị chẳng chưa? Đào báo bóng bị sẵn đi. Nó hơi gió cho anh em thông cảm chút nha. Cùng bên kia có tàu lửa. Cháu đây nè. Cháu trong cái lùm đây nè vừa Phúc. Đấy, kiểu đấy, đúng không? Chị là chú mà đứng đây mày giật lộn nó nha. Nó đem mất hồn trời. Bây giờ mà chạy ra kia tím rơi. Đi ra tím rơi. Có áo đây hả? Tự luôn. Tao đâu biết bao đâu, cờ bằng áo luôn được. Có áo đây chụp mẹ. Áo trắng mà đi xuống nước. Ok, bây giờ mình sẽ chờ đợi team mình nó vô nha anh em. Ok anh em, nói chung là tên mình nó tới rồi kìa. Đồ. Xuống tên đồ quá. Cái đụng mẹ mày quay về tuổi thơ. Nói chung là hôm nay tôi làm một cái clip đó là quay về tuổi thơ, hiểu không? Là mấy anh em. Là mấy anh em mình quay về tuổi thơ là tắm nước đồ xong rồi này cho chui đụng mẹ mày tắm mèo đụng mẹ nó đi ông. Xù nó té nữa, bữa thằng kia nó bị té cho mà nhớ sao vậy? Tao cẩu quần này tao tắm mà quay cái gì vậy mày? Đồ quá trong góc xuống rớt quá. Đây, nè xuống review mấy đi điệu bao rồi. Tụ nước ở đẻ lắm mày. Tắm sướng. Một lần nha, đúng lần nha. Đậu quên chỗ đâu rồi chưa? Chỗ đâu rồi? Không, cũng được chứ không có sao đâu. Có sao không? Sao kìa, sao kìa. Trục sao thì ấn quá. Ôi, sao lắm. Ủa mày. Con ngựa ơi, bà đứng này. Bà chó này, bà chó. Bà chó này. Sâu lắm á. Cái này mà nó cú luôn không? Quay. Con mèo này. Sâu không sâu. Còn này sâu hút mà chúng sâu. Sâu dài mờ, nước cái dài mờ. Bé nước này quay lặn đồ được. Tụi tao đứng tao cú mà con em đứng mất đúng này. Được, quá rồi, quá rồi không? Qua đường quay quay không thấy ống nữa là tiêu luôn á. Chúng tục đã chế, đụng mày. Hề, cũng đủ đã chế. Đụng quá. Đây, chìm tao đi. Sâu quá. Ôi, chốt, đụng quá. Vô thiệt ấy, đụng mẹ, đừng có giỡn. Đụng mẹ. Nhìn quá. Lồn ấy, đi đụng mẹ. Ấy giỡn, giỡn, chút cái tắp đéo ạc luôn. Lồn ấy, chứ, chí, chú ơi. Chú ơi. Lắm. Tục mẹ. Sâu lắm. Ai, nói chung là tìm mà nó đang tắp ra nhà đẹp. Bây giờ mình kiếm cái địa điểm là mình tắm chỗ khác đi. Chỗ này đỡ đi chơi game càng 8 phút. Không quá nó sâu hút mẹ. Đụng mẹ mày. Cái vô hưởng á. Chú đem chui hồi lựa nếu có nấm. Chưa, cái đồng xà đâu? Chụp đấy, đúng mày điên rồi. Mọi người ơi, biết mày biết bao lạnh đang ngày nấu không? Chụp đấy chỉ không mà đủ mẹ đó. Không quát nãy là đó, đồ sâu chỗ kia rồi đó. Dạ, đem mày thấy cút đi. Gì vậy? Mày cút đi, mày cút xuống rồi mày mất xác luôn. Biết cho lạnh nuôi. Bắt đường gì vậy? Bắt đường gì? Chụp đấy chỉ chứ con gì? Chụp mé con tôm.
má con tôm xuống rồi ai bỏ là chu con tôm không chỗ mẹ tôm không biết con tôm không biết ai nó kia ử quá đâu mẹ nó đâu mẹ có khi nào ăn tiếp con gì không đâu đâu nó dài đột má đi em đi mày đủ mày quăng ê ê đủ mày ê con cứ bắt được con gì ai đủ mày, đủ mày, thì cái đâu vậy mày? Tao biết đâu. Đủ mày cho nó coi vậy, đủ mấy tiền đi. Ừ, đủ mày à, đủ mày quá. Đủ gì, đủ luôn á. Cái xong này, mày nuôi điên chào mày. Mày nuôi điên chào mày. Qua bếp khô bếp cái xong này. Đủ mày nói điên cái anh, cái đồ ghé đủ mày em sợ quá mày. Dương Dương mạnh lên cái xấu mà đồ má nó trên này trộn đồ quê nó mạnh lên hai giờ giỡn mày đồ chi giải thả ra cho cái gì đồ quê cho cái chi vậy ta vàng xinh xinh ta vàng bơi trong bờ nước ngoi lên làm xuống ta vàng múa tung tăng cái mà chụp chi cái gì cho mày cái đâu cái xấu này Dương chào mày cái đồ quê đâu đâu cái đụng mày đi nữa. Cái này đụng mày. Không, tao mới coi tao giữ đâu. Hai tay tao giữ. Đụng mày sao có cái xấu vậy? Xuống 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 đâu rồi. Tiền tài xấu đấy. Mày cái gì sao? Cái xấu tay. Ủa sao tao thấy nó cả mẹ chứ biết cái gì vậy? Đụng mày mày đụng đi mày. Bây giờ tao biết thấy cái xấu tao quay thử đi. Quay không? Quay dưới nước không? Quay dưới nước hả? Ừ. Đâu? Đây đụng. Mẹ đụng mày mẹ lại đi. Đụng mày. Đó là cái tay tài. Xuống 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 nó đó. Xuống đó đây. Giờ nó ai là cái xấu vậy? Đúng rồi. No, chúng tìm đủ cái đều cái xấu đâu vậy ở đều xấu mà em tính rồi mà anh đụng mấy lấy đeo mất hồn cái sao khúc nó biến nghĩ cái đầu cái xấu cái xấu nó nhặt cái xấu rồi vậy cái mình nó nghe nó bị đụng mẹ đó con chút chưa con cái xấu đây tụi người dòng bớ đậu mấy ông tiếng là ẩm thực quá à con cái xấu đây tụi người dòng bớ đậu mấy ông tiếng là ẩm thực quá à ờ đụng nhìn lại biết nó tròn đậu nhìn lại tao nãy tao đã thấy rồi để sao thấy vậy cảm thấy tụi mấy chân nó tao dở lên nè tao tưởng đâu cái đuôi nó lấy cái đều lên chứ mình chậm á đều đâu quen đụng mẹ quắc sao à anh nên hết chuyện lấy đen xuống quen nên chết chậm tôi nhát đụng mẹ tôi đập cho chết luôn chưa đụng mày chết đúng không đụng nó giỡn á chứ thực ra em giỡn á chứ làm có cái nào mày, nhìn tao biết rồi tao biết liền chứ đụng mẹ biết kìa anh mà biết thôi á ờ nếu mà chạy là đúng tám chứ chưa nếu mà chạy đụng mẹ này có quyền con ở đẹp cái nào không tôi giơ cái tay lên anh lồi giết cái tay mẹ á tao tám chút rồi nước là riết chữ ta nước đây để tao đá á. Tiếp rồi chơi đậu mẹ tao ngươi đâu. Đậu mẹ. À, đứng ra chi vậy? Lại ngay. Tụi đó sâu ngoài phút. Sâu lắm. Đục rồi chỗ. Cảnh rất là đẹp luôn anh em. Chiều hòn hôn này. Ê đậu mày đẹp quá. Cái gì vậy? Đậu gì? Đậu gì? Đậu gì? Đậu gì? Giỡn rồi. Em không giỡn nha. Nó đụ anh giỡn cái gì? Đậu ơi. Cái đậu ơi. Giỡn rồi. Giỡn rồi. Giỡn rồi. Giật mạnh luôn.
đất mẹ em mua đâu, cho điện thoại mà cái ngọc em sống rồi, nó sao quá, còn sống. Có liệt dương chưa? Trời ơi. Cái sao đỡ cho ông cua kia đấy? Ông sao mày cái gì này? Đâu coi? Có bị thương không? Có bị thương không mày? Má cô. Ôi, cái gì chưa ấy? Tổ mẹ cua gì mà? Tổ mẹ nó kẹp bị mày tao chết luôn à? Ủa sao ở đây không có cụ đế này bị? Tao biết đâu. Tổ mẹ nó chỗ. Tao tự anh giỡn chứ? Em tự anh giỡn nhá. Gì vậy? Trời ơi, thôi giờ mất bên kia người ta đi đánh kéo kìa luôn. Đây đây đây. Trời ơi, mất vậy. Trời ơi, thôi giờ có sao không? Đưa coi kiểm tra thử đi. Bé giờ lấy thuốc đó thế vô. Lúc đó thì ông chú chạy sao lắm không vậy? Cua đang đùa đạc quá. Chào coi đây có con cua cừu cừu không? Tụi em tướng anh giỡn chứ. Trời ơi, kia. Đừng có giỡn mày, đụng mẹ em. Mẹ lấy mấy lần nghe giục rồi trong chú đi. Lấy nghe giục anh chứ mấy con chút mọi người ta đi nữa, cho giảm trúng chân được đó. Lấy, đụng mẹ ra, đeo chim này. Thì hay là những cái đoạn hài hước là đi chiều, quay nữa đi. Thôi, rồi, đeo rồi mà mình lại đúng.